Đúng rồi, anh đi lên trên bờ á. Đấy đổ là chết ca lắp lót. Ôi tao con này này phấn vải nữa. Đừng có bỏ cái chế vô. Cái chế nó đánh chết cái lắp. Lấy cái lắp ra cái chế riêng nó đốt riêng. Đừng có cái chế nếu ra lắp riêng. Nó mới đánh chết cái lắp hết. Từ từ từ. Đồ nó có đồ chứng quá. Cái chế bỏ ra nè. Có gì đâu. Cái chế không bao giờ nó sợ nó chết. Để á. Lắp luôn. Cả lóc luôn đấy. Đậu bánh ha thằng. Cá lóc bỏ ra cái sọt đừng để nó không thâu hùng nó để nhau nó chết. Cá lóc bỏ ra cái sọt đó. Cá lóc bỏ ra cái sọt sống. Đấy, bắt con cá lóc ra đổ vào đây hôm nay. Nhiều nhiều lắm. Mẹ đây mà tiết dụng ra bao nhiêu? Nhiều phải tiết là lắm. Nó chơi còn quá trời lắm. Tí nó tặng xuống nó hồi ý. Tại vì nó hôi sức ra là tiết. Thấy nó hồi sức ra càng chết nó càng chết à. Đúng. Thì có một cổng nữa. Trời ơi, mạnh mạnh tay từ từ. Chứ không sợ thôi. Chứ từ từ. Cho nó tổng ra lắp được. Cả lắp cho nó phỏng. Ê ê, con gái dính vô tay à. Nhất chân luôn. Ừ, đừng có chết thắng. Cả mấy chục kỳ cả nha, không phải đua đâu. Có con lóc nhỏ trong tên sáo hay cả. Cả đây thì cứ ngay mình lắm biển á. Đó còn nhiều lắm. Nó tí dạ. Lóc nó tên nè. Có con lóc đâu á. Ơi chị đây con nó thẳng quá mai rồi kìa. Con cá này nó gì ha. Nó lóc kìa. Cứ kéo luôn. Thôi. Thôi, bắt không được luôn. Thấy không? Bán cái lóc rồi. Mày nước cái chè thì tất đi. Cá chê mà được đấy, không hư bỏ đi. Cá chê, cá chê thả hồ đi thắng rồi. Ấy, chạy quá, cá chê vàng. Cá chê vàng là ăn ngon lắm đấy nhá. À, thằng cá chê. Hơi thịt thơm luôn. Ý là nếu mà thả bể cái hút. Ăn mùi. Bể thì mình đổ xi măng mà. Thế đang không được. Thế con này thả đẹp lắm. Bỏ mình ra ngoài đi. Sợ mà đưa nước này nó đổi màu thôi. Tôi kiếm hỏi bể ra ngoài nó đủ. Còn thế. Cá sida nè. Cá kia này bị chết. Cá nó bị sida. Bị chết luôn kia vậy. Cái đầu bỏ kia nha. Đúng rồi, nó đông bỏ riêng, cái tê bỏ riêng. Giờ nó đông nó không có cá kê hết. Đúng rồi. Cá cái xương của cá rô đồng nó đặc cấp hơn. Đó, cái đó bỏ ngoài nó thắng. Không ăn uống gì hết, nhục quả đi. Rồi, cả nó đang bò cho đây này. Từ từ mà để nó đi. Cứ không thả đi là mẹ không phải lâm. Cá lục như thì các người bỏ mẹ ngoài kia đi ha. Ngoài đâu? Để đúng rồi, đúng rồi. Nó bỏ được, cắp nó đi. Cái gã nó ra bỏ. Cái này lạ chưa? Cái này không phải cắt tê. Nó cắt tê lại á. Trời ơi, nó có lóc kìa. Mày để đó. Mày bỏ qua lên lắm lắm. Mày đổi cá thôi cho nó. Rồi cá rô đổi rồi đó. Hai chục này. À hơi gì kìa. Cá lên hả? Không có. Đổ từ đó. Đổ từ đó.
đây nha, bọn mày cứ lo chụp hình đúng không ạ? Đẩy cái vung lại, đẩy vung lại, đổ nước ra đi. Đó, nó bắt được rồi. Một con bắt đi. Đẩy cái này, cái này lại đổ nước ra hết. Rồi, đây vung bắt. Thả ra bắt cái nào. Là thắt. Bộ đồ cá đây luôn. Tí là trơn thùng luôn kìa. Cái nước á. Tí là nào cái nước mà. Tí là nào cái nước. Chưa. Má đầu dưới rồi, dưới sâu rồi, dưới chân á. Dưới chân nhiều lắm. Để chạc mặt vào. Còn nữa, cho đó rồi. Con hoa nhé, con cà ta. Cô kìa nó đâu kìa. Không, nước rồi. Không, con nữa không con. Con này chỉ có làm gì không? Nấm cuối lên thôi. Không to này, nấm cuối này to nữa. Chiên chiên lên chấm mâm rồi giờ bắt được rồi, tên chưa phải nữa mẹ lấy cái gì đó mà bánh cá không rồi nhớ lên nhớ lên nhớ lên nó quay mất cô có chơi không cá rô bỏ qua bên thùng đấy chụp 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 Cho nó lấy bát nữa. Cho nó lấy chai vô, đổ cái chai vô. Nước nước con nước con. Đổ vô. Thôi đổ đổ đổ. Đổ cả đi. Rồi đổ cái chai vô đây. Đổ cái chai vô đây. Đổ cái chai vô đây. Bắt có mấy con rô đó. Đổ quá đi. Đổ đổ đổ. Bắt con rô cho nó chết mà. Trời ơi, quá trời luôn. Chết chứ mình có chê thôi, để bắt cái nước vô chết lắm. Đó nửa qua đi. Cho thêm nước vào luôn. Chê, mẹ để tới năm sau nó chả chết. Ừ, cá chê nó vàng luôn luôn đi. Quá còn cá chê vàng sau lên tới rồi, cho nên là. Bắt ra rô ra. Mẹ cá rô này nó thấy còn con như cá chê. Hình như có được con, hai con đến rồi. Kiếm. Rồi. Hai con vàng luôn luôn. Một cặp ba bàn thôi luôn. Cô này mở cái bộ nắm như thế. Bắt con nào nhiều ghê ta. Rồi, nhiêu đó uống được chưa? Được rồi, được rồi. Cá chê nhiêu đó là ok đó. Ôi ơi ơi, sao vậy? Hả? Sao vậy? Cái này cái kia hết cả sớm rồi. Mẹ có là chụp con cá này chụp mặt em nè. Ừ. Cái cá này lóc bự gốc bên này hết rồi. Đó. Anh cầm cầm anh quay em nha. Anh cầm ra được, đứng xe camera. Rồi rồi rồi. Nhớ không sao à? Cá lóc. Đó. Đó, có lòi. Hò kìa. Con này chưa to nha. Đấy, con chặt hơn lắm. Nè. Ổn cá rồi. Ổn. Cái này cá tự nhiên mà sao mập được. Nè. Nè. Có con nào to hết. Cái này mà. Dạ. Cái con nào to hết. Cái đó là tí nữa, cái nước á. Cái nước này chưa ơi, chắc là cái nước chưa ơi. Không rồi đâu. Thay nước khác nè. Ừ. Nước là thay đổ nước. Còn má con này mấy đã. Nhưng mình bắt cá ăn nhưng mình có thấy sinh cắn dữ nghiêng 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 thôi bỏ cái nắp ra luôn à, từ từ ai được ra tao thùng cho mày lấy đồ lồ đó đó. Đây. Ê, ba, bật nước cái mày. Đúng rồi, anh đúng
Ôi, đó. À, chụp đây đây, đây chụp đây. Vâng, chụp đi. Chụp tôi. Cẩn thận luôn. Đây này. Chụp. Gần rồi, chụp có. Ôm lên. Hả? Ê, phải chụp cả. Rồi, chụp nước vô. Rồi. Em làm ngay. Đi rồi. Má thì phải tổ quá. Con kia to hơn kìa. Nhớ lên. Vô. Đó. Đủ vậy được rồi chứ. Nhưng mà to nữa hả? Cầm lông bự nè. Má. Nó làm được bằng nháo rồi. Thôi trời má không? Má đều đều. Cá đồng luôn. Đây là đúng bự luôn nè. Má còn là béo.